Quý nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì chào quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Sau khi kết thúc live show tìm mẹ trong mơ thành công mỹ mãn, thì mới vừa đây phía bên chương trình Ký ức vui vẻ cũng đã đăng tải cái đoạn video hình ảnh hậu duệ của cô hai là Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung đã tham dự trong mùa 4 tập 13. Dạ vâng, mới đó thôi quý cô chú anh chị thì chúng ta còn nhìn thấy cái hình ảnh của cô hai tham dự trong Ký ức vui vẻ. Và cô ấy đã tâm sự rất là nhiều về cuộc sống của cô ấy cũng giống như là các con của cô ấy và tuổi thơ của cô ấy. Và cho đến hiện tại bây giờ, thời gian nó trôi nhanh quá, mới đó thôi mà cô hai đã ra đi mãi mãi rồi. Và đứng trong cái chương trình Ký ức vui vẻ lại chính là các con của cô ấy. Và kể về những cái kỷ niệm đẹp về người mẹ đã hết mực yêu thương, luôn dìu dắt và che chở cho các em. Dạ vâng, kỷ niệm thì vẫn còn đó, mà người thì đã đi xa mất rồi. Không những đối với ba người con gái cưng của cô hai xúc động tại chương trình Ký ức vui vẻ không đâu, mà tất cả các ca nghệ sĩ, kể cả quý vị khán giả có tại trường quay trong Ký ức vui vẻ số 4 tập 13 đó đều bật khóc, bùi ngùi, xúc động. Vì cái cảm xúc nó quá là dâng trào. Mới đó thưa quý cô chú anh chị, cũng không ai ngờ rằng là một người sống lành mạnh, sống tích cực, gieo những cái mầm xanh, rồi cuối cùng cô ấy lại ra đi trong cái sự tức tưởi và đột ngột như vậy. Chứ bây giờ không biết nói làm sao, chứ nhìn Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung bật khóc đó quý cô chú anh chị, thì mọi người có cảm giác như thế nào ạ? Tại vì sao? Các em cũng là con nuôi của cô hai, nhưng các em lại dành cái tình cảm đặc biệt cho cô hai đến như vậy. Tại vì sao các em cũng được cô hai che chở giúp đỡ, mà các em lại biết ơn biết nghĩa, biết trước biết sau, biết đến suốt những năm vừa qua. Nhờ có cô hai mà các em mới có được một cái chỗ đứng như hiện tại bây giờ. Mà bản thân của một cái người nào đó ở bên ngoài kia kìa, ta nói ăn ở trong nhà của cô hai suốt 6 năm vừa qua mà, con số 6 năm nó đâu có hiện nhỏ đâu. Một người dân nước lã mà được người khác người ta cưu mang, che chở, cho ăn cho học tại những ngôi trường quốc tế, học cho nhiều vào, rồi cuối cùng đền đáp trả lại cái người ơn của mình, là những cái câu chuyện tày trời. Nhiều lúc cũng không muốn nói về anh cờ đâu quý cô chú anh chị, chứ nhưng mà ta nói không hiểu gì sao. Anh ta ra đi rồi, tiền anh ta cũng nhận rồi, nhưng mà sao lúc nào cũng đóng giả trong cái bộ phim được gọi là người bị hại vậy trời. Rồi cứ ngày đêm miệt nhiên, giả vờ điếc, để cho bộ cần cần của anh ta lên rủa xả cái người ơn, cái người mà anh ta đang thờ phụng tại nhà của anh ta đó quý cô chú anh chị. Ví dụ như mình thờ phụng cô hai nhé, thì ít ra rằng là mình ngăn chặn, mình đừng có cho bộ cần cần của mình lên tiếng rủa xả. Mà bộ cần cần của mình là ai? Là những cái người thâm niên, là những cái người mà gieo tiếng xấu, tiếng ác cho cô hai, là những cái người thân cận ngày đêm vẫn trò chuyện cùng với mình. Vậy mà tại vì sao mình vẫn để cho người ta rủa xả cái người ơn của mình vậy? Vậy thì thờ phụng nó đâu có còn có cái ý nghĩa gì nữa đâu. Đó chỉ là làm màu làm mè thôi đúng không? Thật sự luôn quý cô chú chị, nhiều lúc là của nhà không có muốn nói đến. Bởi vì sao? Mình tôn trọng phía bên gia đình của cô hai, vì người ta không bao giờ muốn rằng xin lên tiếng nói nhiều về anh cờ. Bởi vì sao? Người ta từ bi hỷ xả, người ta tha thứ cho tất cả những gì mà anh ta làm. Người ta chỉ mong muốn rằng là bản thân của anh ta và bộ kênh kênh của anh ta đừng có lên tiếng nói nữa. Gia đình của cô hai cũng nói rất là rõ ràng với bác ba rồi, không có nhận lời xin lỗi của bác ba, cũng không có chấp nhận cho bác ba đến nhà để thắp hương cho cô hai, cũng không có chấp nhận là chụp chung với bác ba một tấm ảnh. Nhưng làm ơn làm phước, nói bên bộ cần cần của anh cờ, nín lại dùm.
Mà tao nói bộ kênh kênh của anh cờ đó quý cô chú anh chị. Hết cái này rồi tới cái khác. Lúc nào cũng lăn lỏi vào trong nhà của cô hai, tìm cái cách này, tìm cái cách kia để hạ bệ người ta. Người ta nhịn mình một lần, hai lần, chứ làm sao mà người ta nhịn mình hoài được. Sống phải biết điều một chút chứ. Mình rủa xả cái người mà đã từng giúp cho idol của mình, thì hóa ra rằng là mình để cho idol của mình mắc một cái tội mà tao nói cả cuộc đời này gỡ không hết nghiệp. Người ơn đó, nếu như cô hai mà còn sống đó quý cô chú anh chị, cô ấy sẽ không bao giờ để cho cái sự việc này nó diễn ra đâu. Nếu như cô hai lúc đó mà cô ấy còn vững vàng bình tâm để cô ấy có thể là quay trở lại đoàn tụ cùng với lại gia đình của mình á, thì chắc chắn giờ này cô ấy sẽ làm sáng tỏ cái sự việc tiền bạc của anh cờ rồi. Nói thật sự á, cũng chỉ vì á những cái lời cay nghiệt, những cái sự đàm tiếu, những cái gì đó mà không thể nào mà chịu đựng được của một người mà đang thập tử nhất sinh. Trời ơi, người bình thường đây mà người ta nói còn áp lực, còn stress đó quý cô chú anh chị, chứ đừng có nói gì mà cái người mà đang nằm trên bệnh viện giống như cô hai. Còn bản thân của anh cờ, phía bên bộ kền kền của anh ta luôn đổ lỗi, luôn đổ tội cho phía bên gia đình của cô hai. Mà thử nghĩ coi, cái chuyện ăn không nói có, cái chuyện mà lương lẹo á, nói sai với sự thật á, mà bộ kền kền của anh ta cũng đặt điều ra nói cho bằng được. Rồi cứ lúc nào cũng lấy anh cờ ra để đĩa, nói rằng là tại vì sao suốt năm vừa qua không tha cho anh cờ. Thử hỏi quý cô chú anh chị, người ta tha cho anh cờ, người ta có làm gì anh cờ đâu mà phải tha. Mà ví dụ như á, người ta có lên tiếng người ta nói đi chăng nữa, mà bộ kền kền của anh cờ có vừa vặn gì ai đâu. Ta nói rủa xả hết người này cho đến người kia. Chú Mạnh Quỳnh cũng nói, soi tường cái quần cũng nói. Rồi đến chị Diễm Phạm, rồi đến các con của cô hai, rồi đến hậu duệ của cô hai, không chừa một ai. Vậy sao bảo người ta im? Ví dụ như muốn người ta im đúng không, thì bản thân của mình cũng phải nín lại cái đó, rồi mình mới nói người ta được. Còn đằng này ta nói bịa để mà nói, mà bịa chuyện không nha quý cô chú anh chị, nói nó không có đúng, toàn là bịa không, bịa để lấp liếm, để che đậy, để bảo thủ cho cái sai lầm của mình. Vậy mà lúc nào cũng thể hiện mình là ta đây, mình là những cái người học thức, rồi lên trên mạng xã hội nói những cái câu chuyện hay ho rồi này nọ các kiểu, hay đâu không thấy. Nhưng dẫn dắt những người mà đang u mê si muội bên phía của anh cờ đi theo cái chiều quá là tiêu cực. Bản thân của bác ba nói rồi đó, bác ba không có muốn liên quan gì tới anh cờ hết đó, nhưng mà mong bên phía gia đình của cô hai suy nghĩ lại. Dù gì đi chăng nữa thì bác ba cũng thương cô hai, coi cô hai giống như là em. Thôi thì giờ này cho bác ba quay về thắp cho cô hai nén hương, rồi cho bác ba chụp chung với gia đình của cô hai tấm ảnh. Mà gia đình của cô hai không có chịu, không có chấp nhận nha. Rồi gia đình của cô hai cũng gửi gắm, nói bên phía của anh cờ nín bớt lại. Đau được một hai hôm quý cô chú anh chị cũng nín nín, chắc cũng nghe bác ba truyền tải lại cái thông điệp, rồi đến cho đến hiện tại bây giờ tiếp tục tăng tốc, tiếp tục rủa xả người khác. Cuộc đời mà đâu có phải lúc nào mình nói về người khác nó nặng nề như vậy là mình ta đây đâu, mà cái đó là mình gánh nghiệp. Mà quý nhà đã nói rồi, gia đình của anh cờ đó quý cô chú anh chị, nghiệp nó tích tụ đầy à, cả đời này trả cũng hết cho cô hai đâu. Gia đình của cô hai là không có nhận, cũng không có thèm quan tâm, cũng không có đá động, không có đếm xỉa gì tới anh cờ hết đó. Nhưng mà phía bên anh cờ á, ta nói cũng dựa hơi vào cô hai, cũng hạ bệ cô hai, tìm cách để lăn lỏi vào trong nhà của cô hai. Rồi tóm lại là để làm gì?
để lợi dụng vào tên tuổi của cô hai. Chứ giờ không lợi dụng vào tên tuổi của cô hai, ai còn biết đến anh cò. Bởi vì lẽ đó cho nên chúng ta càng cảm thấy một điều rằng là những con người tệ bạc á, sống sai á, thì không bao giờ mà có cái kết cục đẹp. Ok, cái đoạn video này của Quý Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quý Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quý Nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.